Tháng 7 nước chảy. Cà Mau. Tháng 10 ba khía hội kéo nhau đi làm. U Minh rạch gốc rừng tràm, muỗi kêu kệ muỗi, tôi ham ba khía rồi. Về Cà Mau, được nghe người dân nơi đây kể chuyện về con ba khía. Đây là Cà Mau, là trà vạt tàng, bác tân đoạn tệ thi cổ và mật tiết là mùi kỳ tân đoạn và tọng viện, bác hến kỳ tân đoạn và bếp rõ kỳ tiểu của vỏ à cổ, là nghiến hẹn trà và ngạn là màu kỳ tiểu kỳ cổng, bác và à chế bằng kỳ tân đoạn. Ngày mùi là ngày truyền thống ở địa phương Ngọc Hiển này, nhưng mà tôi thì là dân con của người ở Cà Mau nên là... Bác là màu nghệ kỳ xím và ổi à tiểu cổ, làm ở khía là tiểu kỳ nghệ và tọa tần là khi tình đoạn chặt đáy và bỏ kỳ nghệ nhau ó về cả ở ta kỳ tiểu ối cả vò cổ. Là quản bà lễ à tiểu cổ và mẹ em xìm ngăn và bỏ tiếp là bà kia kỳ tiểu kỳ xìm cổ ối tuổi là lò cổ là mùi tình đoạn pin kẹt là có tiệm và cả là bỏ bằng cái mắm. Mảnh đất cực nam của Tổ quốc là nơi hội bác là tiểu có vỏ ổi à bèng càng rõ kỳ tên lê tìa là tiểu ải hến tên đoạn kỳ và cả lò clip năng tiết là màu kỳ tên đoạn cả bằng chạm. Bác còn là tiểu kỳ ải cọng kỳ tìa bằng và rết ổi là và hôm năng kỳ nghệ nhau ó vì cả ở ta kỳ bình công kỳ tên đoạn cây trà và bò kỳ ổi ải góc tiểu kỳ Cà Mau về ổi trà và khiện và bò sắp in tên đoạn kỳ chạm tên tìa. Bằng đường và trà rối kỳ nghệ nhau ó vì cả cổ già chạy vết mê và xìa ảm của sọ trà lệp là mặt nuôi mê và bò ảm kỳ răng nghỉu bằng và bò mê rốt nịu và ảm ai lờ tìa và lệm bò bằng bò bằng và ai tầm tông kỳ tên rộng cho bà bà nữ cụ và ai bà sọa lệm tê tăng kia và cả là ngạn trà và bò. Băng tôn kỳ cha và bro am y hôm là nụ cụ là và bro tiêu kỳ tựa tạp má kỳ tần kỳ vệ kra băng và ai bài băng bò băng tiết nghệ vệ kra cụ mà và bro sắp ăn rưỡi nát sắp hiện kỳ tần cô là kỳ và bro ai tâm bằng bò kỳ bà khía là đêm kỳ tần đoạn và cây cha bro là cụ là cơ hiếm cả lệm ui ả rách cốc để mới đảm bảo được cái ra một cái thành phẩm con ba khía muối nó ngon, nó đặc trưng có cái hương vị của vùng gạch gốc. Những người dân Cà Mau sống gắn bắt là màu nghệ như ôi cá, ôi Cà Mau cổ vai má và ôi rế là tiểu kỳ ai cọng sanh tia là lọ ai tăng kỳ tiểu kỳ tân đề a cụ bác hiện tắc má và ai kỳ cả bác là lọ ba khía cụ là muối tên đoạn kỳ trà vắt và cây chén tầm miệng kỳ cả tần là tiêu tọa tắc má là nghệ như ôi cá ta a cụ là tiêu kỳ tắc má cả mười rốt mấy là ba khía cụ và cha ai bò hen bằng kỳ cả và ai rô vắt bằng hen kỳ bò là nghệ như ôi cá ta ôi đêm bên ngọc hiển là nghìn cụ trà hát và trà thẩm tiêu tọa kỳ tần tắc má và mấy em tân đoạn và bê bò hiện tần kỳ tắc má a tiểu cụ bác là và cây trà tuổi là mẹ em trà hồng và ai tiểu diêm và bò ai bò bằng ba khía a tiểu ủi và hình và ăn tấm mồi chê rồi nghệ này trốt và này tân trọng bò nghề bò ba khía và trà mà nọ và cá tân trọng kỳ cao cái hiểm sắp in ba khía ôi a rạch gốc. Bằng lọ ai hến tên đoạn kỳ và trăm ai kỳ ca kỳ và tờ vía tùng kỳ hiểm mà nọ kỳ pin cụ là mong nghệ ôi a con biếng bên tay cụ và cha và tổ yên trình và cha chàng và ai cần trai mấy và ai cha mà đo bro trò bà kia mấy và cả là tiểu kỳ và ô ta lo kỳ này và ngùi xong nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông miền tây dùng đất phù xa qua năm mưa nắng gian nan bên ruộng đời.